Dạ mến chào cô chú anh chị ạ. Hôm nay em về vô vú sữa Hoàng Kim. Cây này em ủ bầu à. Bầu gần 2 tháng rồi. Dễ đâm ra. Vú sữa Hoàng Kim. Rễ ra rất là nhiều. Cây hoành ba mươi ngoài, mấy cây hoành ba mươi ngoài. Cây này hoành khoảng 40 ngoài. Chuẩn bị mang về xây rồi, xây bầu quấn khoảng 2 tháng à. Gần 2 tháng. Cây rất to. Đang ra hoa rất nhiều. Đây ra hoa rất là nhiều luôn. Mắt nào cũng coi ấy. Số điện thoại em là 0988166558 ạ. Số lượng khoảng 30 cây. 30 cây to. Còn cây nhỏ thì chưa bông rất nhiều.